Donc, oui, tiens. Ong, tu me dois pas faire un tour, que je me dois faire un tour, que je me dois faire un tour, que je me dois faire un tour, que សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគ្រប់ក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំជម្រាបសួរលោកប្រធានតំខ្ញុំគង់សំអន់ជាមេធាវីជាតិរបស់លោកខៀវសំផនខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីលើកជូនលោកហើយសូមឲ្យលោកជួយឆ្លើយតាមអ្វីដែលលោកអាចចាំបានទៅតាមក្លឹបសារនៃសំណួរដោយតទៅ Tam Kachlai Banchia Robo Lok Kulom of Samanakani, Ban Bang Hang Tha Lok Khieu Somphon, Ban Prab Lok, Ampi Ka Pramo Kamlang, Ka Rup Rum Kamlang, Chi Bise, Lok Ban Nijay Somdang Te Dol Kamlang Ranak Se, Kim Som Su Lok Tha Ta Lok. Ai bình dồn biệt hà và nặng xe ní bán thế. Biệt hà và nặng xe ní chẳng có bình dồn làm sao chứ bạc của màn thế. Bạn lại sẽ đạp tam biệt chú. Còn dây tam Nong bích chuông pong, ca mơ, knong ai kê sa, got to say, her nát sa, rút rút kiệt, kampuchi. Hai, ai kê sa, nắng ku. Kita kalam mok, kita ban an, dai, dai, got to say, nâng kênh ban an, nhung. Nhung yu ban, kum rát bupan nâng. Sống tôi lúc ai bên chế bàn thế thao ca là lúc ăn ăn ai cái sản ở bên nạ đáy hay nơi cái lấy nạ đáy. Hai em bán ăn á cái thà vừa này tung ba đi vớt tung dư vị chuốn miền đà là những cái tung ra nạ xê Thì là bỏ chia chân chia ai kia xa nữa. Tôi miên đài, chân đài. An phải là miên bỏ chia ai kia xa anh chân. Trong sông bình chế tha ở với đại lục an nâng chia sầm nê rồi bỏ lục khiêu sông phón rưu mươi co chia an tập bọt đại miên được nông tuông phạm để bọt đại lục ban lực ảm bánh bánh nha nâng tuông dụ vị chuẩn. Nói tế. คืออ่านอรรถบทถ้าบันทรายตามวิทยุให้ในมีอรรถบทนั่นก็ยังมาอ่านจังได้มาสมองคนลูกประเทศยังสมอ่านอนุญาตบังหายเอกสารอีใบเลื่อมประเพยบุญจุนสะใส Ông chấm rẽ ăn ở nhà, xong chơi. Xong bằng hành chun xạ xây tròn. Khả máy lệch y ở ấn. Xôn xôn mập hấy. Sai sấp. Học sấp rầm bầy. Phi xa ông lế xôn xôn mập hấy bí.
phía xa bà răng xôn xôn hà sắp xàm phẩm buôn mập hầy Như bác xóm an nhạt bằng hai anh tạm ếc rộng tù lý tù bằng xóm lực thiên Vâng, ông chấm lấy an nhạt Mình rây ra bà tà lạc á, chúng tôi yên ngồi bằng hai anh Nơi trọng chấm lấy ai kia xa đây là lúc mình tự vi bằng miền bằng nông thông ca tăng xâm lụa đánh đào chấm bùa xạ xây Ai chuyển dụng mà bây khá nhau miền khu trường Nam tục Xong lúc ăn cả lành nhóm miền cúc bò nhóm xong ăn chun lúc sạc xây bằng tham thiết đam bay ở miền cầm nọt trà phóng xâm nua FL xua tha tá lô nị dây tha promo cầm lăng cực sổ tốp chẳng ớ mình bàn chạy và nạ tế xâm châm lái rồi bó phô phô cứ phì phuốn ớt miên bàn chạy tì cứ promo chẳng ớ bình tốp móng promo cầm lăng rà nạ xế rụp rùm chiết Campuchia cầm lăng châm hò ní cứ xâm đạch hai khăn ông vật tế cứ khiêu xong phòng nụ anh khiêu xong phòng hù dân hù ním nâng bách nơi khăn ông bảo tế càng nghe ra nạ xì chúng xong ôi lô chui bật dùl bần thay em tên lươi chậm lại rồi bỏ lô tha การประมูลกำลังเนี่ยคือถ้าขมิ้นการใบใจเต้คือตัวประมูลอย่างลูกจ้องสำดาวตัวเลือการประมูลกำลังเอาไว้ขมิ้นการใบใจนั่งเอาไว้สำลูกช่วยจุ่มเรียบจุ่มกรมประสาจุ่มเรียบจนนักนี้ก็จำแต่ประมวลกำลังกรุ๊ปสตัวปัญหาต่างๆรู้จำบานเคยขนมไอกิซาทานจังให้บอกจำไว้จำยูทาคือยืงอัดอัดในนี้ก็ทำกำลังน้าได้เมียนสมานจัดจมพัวในพอยังบานปากกาที่จมห้อยที่คือยังเธอกำลังระนาศีคือแต่ผมมองกำลังกรุบสตัวมันหนักทั้งอ้ออายระนาดอายมาบานก็ยังผมมองกี่ถึงอ้อกี่ท่าระนาดอายแต่มาบานนั่นก็ยังโยกี่ถึงอ้อยังมันกำลังท่าวันหนักนี่วันหนักโน้ตคือผมมองกำลังกรุบสตัวมันหนักทั้งอ้อไอ้เนาคงสังคมจีดตึงอ้อนั้นแล้วใบจีกำลังสำหรับเพื่อจีรณะเซรุ่มจีดกรรมปีนั้นลำใบอันดาวอยู่เกยจิมเนี่ยจังกรอยหนึ่งจังสมอคุณจุบัวจำลายบ่อโลกยิ่งสมอโลกปุ่นยูบันไทม์ทัตตาเอาไว้ได้ลงมีนภาษาอมปีกาประมงกำลังนี้วิจิตรนโยบายระบบรณะเซรวบรวมเจ้ากรรมปุจิโนหรือมวยก็จิตรนโยบายระบบปะกุมินิกรรมปุจิ
chấm nách nếch khiêm vô lắm cái thai chia này vô bái rồi bó bạ nâng hai bó bạ nâng hai bà sở mọ khốn ta lúc ai bình chế âm phi cô ca này ca áo tầm lây từ lư văn nạ ca mà có cả sĩ co rồi bó bạ cô mình đi Campuchia đại tế chấm nói nắng chấm dây tam ai kia xa khi thà dược vân nạ cầm có cả có nó chỉ sân đâu rồi chẳng bởi xe xó thay chẳng có ăn vật giả đây có thằng tư tao nó bỏ bạ của mình ý cứ chẳng lưu ai bình chế chun trong bức sao chun bình bia bản thay em thấy thà vô cầm lăng và nạ cầm mà có cả sĩ có chỉ snow nâng cứ trong miền này dạng bệnh đấy Tam extra đại nhâm an bắt đầu mở em vô tha bị bố tha vấn nạn cam không cả tòa xuống được dục vấn nạn cam có hay cãi gì có nâng hay thơ chi mà chắc thơ chui thơ chi mà chắc nâng ngô rất âm lại nâng kì vô bãi đưa cầm lăng nâng kì bãi đưa cầm lăng nâng lúc ấy bình dương bị văn nạn đó tây tiện đại lục đang được nông sản công tế cầu bị văn nạn cam có cả sĩ con nữa cầu bị văn nạn pi nên khi mình bàn chạm thì miền bay chạy văn nạn thế miền tăng pi văn nạn ăn nó thôn sơ của miền đài bộ không cho là nó cứ ăn thun sa cho rôm giang sạc cắm hai bộ này cứ tha bàn cái hà là cầm lăng được chỉ cầm lăng đông đá cứ nẹt để chạy đằng phong hay nẹt để vô không sùng cung đấy vì priệp thiệp năng cầm mà có cái gì có bộ này vô đằng chiều chưa hay thôi càng nghe thua mình giang đài chẳng bà sư mô côn ta lúc thu lọp lư văn nạ xạ cái đệ phùm rư gò văn nạ nì tôn nì đại tế hay ta biên lấy bạch đại chấm đích nế khiêm an đam ai kỳ xa đá kỳ thà kỳ miền sắc đế phùm miền bộ nê tôn này miền hay là hốt đà prơ này nê tôn nó bộ bộ tế kê đi đấy nó có prơ đài miền đài không có ai kỳ xa nó chẳng bà sư mô cún tớ lọc tớ xâm lúa đàm rồi bọc chung vĩnh tớ tớ lúc chăm bàn tì cô ca nê ca bánh chạy vấn nạ rồi bọc bạc cùm đi Campuchia nơi xâm mái môn chân nằm qua môi chất sắp rạm nó đã thế môn nam chất sắp phạm này 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 dùa khắc đài dùa khắc đài hay này chạp bì nhiệt vốn chạp bì rạp bà hà hay bàn này này bà cát kỳ thà rạ xe rù rùm chiếc Campuchia chạy thì dùa bà đà đài để dùa tăng bà nông mò
Bà xong ổ cún. Ta lúc đăng tha, ta lúc bán đăng tha, bạc của mình đi Campuchia, bán bật bật đôi mặt đánh đáy chung bùa, và nạp xin tiết cao bì và nạp. Cảm ạ có cả sĩ có, đôi chìa và nạp xạ cái đệ phung, rừng có và nạp đi tuân đi dùng chết đáng. Chúng nói này, cứ thà, bịa là thà, bà mâu, cầm lăng, cực, sở tòa bà nạ thân ơ, hãy bàn thơ ra nạ xê, rụt rụm chiếc Campuchia. Nhưng khởi thà, làm nôm ai kê xa, nó cứ thà, thơ, thơ, hình chân là hốt, khả nông sân kriêm bàm chá nam ní. Có thư chân là hụt, tao mê tinh cái lệnh đó. Còn dây này chân nó phải chạy hết thôi. Nó hình khởi nằm bớt nâng kỳ thà. Bạc ní kỳ thà bà môn. Cả bà môn, cả bà môn bất bà cót mên kỳ thà. Mình chân yết chân ổn lấy tê. Cứ thâm tử lý đà kỳ thà. Chân bố văn nạ. Xã bị khung. Ấy nâng kỳ bà môn. Chỉ tự đào mùi xong khăn này, cái bộ môn cầm lăng nó cứ đào xong khăn này. Hay mà trâu miên áp bạc bò lơ, lơ cầm lăng này thế, cái thà, cái mà trâu miên cả áp bạc bò lê. Cứ chả lọt nóng, cái thà, vì đập bầm bầy mê ná, đòi chặt xếp rám á, nhưng khơi nơi mình miên bánh hại đấy. Cứ thà lùm tù lìa mà ông ăn vật đó, cái thà tôi chưa, đủ bên nôm phiếp đủ lùn đây. Cái lọ nâng cứ lọ ta. Bà xong một cơn lúc ách bình chế bằng thay em thích. Lúc miên bà xa tha bà môl. Cầm lăng xạ cái đệ phùm cầm lăng ấy mà nhìn. Ta bà môl dặn mấy bà môl vô tật thơ mấy. Pramol cầm lăng nâng khơi nè chạy đáy bờ thàm. Nè bờ bong bong ná gọt gồm miên sư mặt tập hiệp. Gọt ai nè bắt bèn tam cha lò nà nâng bán. Cứ thà gọt thư ca nghe chui tam chôn đập bót gồm miên tam. Nè mần ti gồm miên gọt tam nè cà lai chạy đáy nè cà lai ca nghe để tàu miên nâng cứ thà. Khơi nhưng bà cầm lăng nâng bàn này ta, bà bàn này chẳng. Bà xong ổ cún, xong lô bình đất tư lịch ION, được không ai cả sao ta đáy lắm. Bà lịch ION xôn xôn, một phây bí. Xong tôi chỉ phía xa ông lấy xôn xôn, một phây bí, xam sập rắm, bát sập rắm. Chỉ phía xa bà ráng xôn xôn, hà sấp, xam sấp rầm bún, hốc sấp, xong tốt mà phây rầm mùi. Cái lãnh đại khi nhau miên cú, bò hai sạp. Xùm nua, trong trọng loại ní, cứ miên xùm nua, xùa thà cho rương coi thuôn chập khuôn. Hãy lúc bạn lại thà miên tà rương coi thuôn khôch xa là thò. Cứ yên xà rí bà chung bạp mên. Tại quát mình bằng chiếc mù là hát ở vây grau bì khóc xa là thò nụ tê. Lúc bạn mới khơi nhìn nói đi tế. Bạn khơi nhé chúng ta bạn khơi chung mô nữa. Bạn khơi nhé bạn. Này. Xong tốt nhầm xua sấn. Nhầm xua tha. Ta lâu tôi scroll tha xong đây ní chi xong đây rồi bỏ lộn. Để bàn như vậy thật trong trời thế. Mà xong đây nó cứ xong đây nhầm bàn như vậy biết bà cắt nhầm mai. Cứ lâu như vậy ông bì ca chập luôn rồi bỏ cối thuôn. Hay ní ăn miên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
บาทอามินพรจะลำมาเตจิยังมาលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញឯកសារកំណត់ហេតុសវនកម្មបតិចរិតថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2002ត្រង់ទំព័រ67លេខបន្ទាត់14មកដល់16នោះកែតម្រូវទេប្រតិចរិត2002ហ្នឹងកែតម្រូវជា2012ទេដើម្បីឲ្យច្បាស់2012លោកជឿនសំទោសលោកប្រចាំតនលោកអាចអានអសរនៅក្នុងអេក្រង់នេះបានទេពីបន្ទាត់14 15 16ហ្នឹងបាទអានបានអញ្ចឹងសូមលោកជួយអានខ្លាំងខ្លាំងតិចបានទេសោបាទសូមអរគុណចុះលោកគួយធួនយ៉ាងម៉េចដែរបាទឆ្លើយលោកគួយធួនគឺថារំដោះភ្នំពេញហើយគាត់នឹងទៅកាន់ក្រសួងនឹងដាច់មកកណ្ដាប់នឹងក្រសួងអីទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសហើយក្រោយមកទៀតក៏បាត់ខ្លួនទៅមិនដឹងម៉េចដែរអញ្ចឹងបាត់ខ្លួនទៅចូលចំណុចពីរនេះខ្ញុំឃើញមានខុសគ្នាពាក្យថាបាត់ខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនទៅលោកជ្រើសរើសយកមួយណាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដខ្ញុំយកចំណុចណែចាប់ខ្លួនបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងបានន័យថាលោកកែប្រែចំពោះចម្លើយរបស់លោកដែលបានឆ្លើយពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2012កន្លងទៅថ្មីនេះហើយលោកទទួលយកចម្លើយដែលធ្លាប់បានឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សហជីវក្រុមស៊ើបអង្កេតវិញអញ្ចឹងមែនទេបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមសួរលោកតាកតងទៅនឹងពេលដែលលោកថាលោកទៅរៀននៅសាលាបច្ចេកទេស
Soviet. Ta lok cham ban chamlai robos lok tiak tou nung chamlai ni te. Bat khnyom ban cham chamlai robos khnyom khnyom ban mien bantik injang man. Lok cham tha sala bachai ke te Soviet nung nou trang na dai te. គឺផ្លូវដែលមកផ្លូវមកពោជន្ទងហ្នឹងបើយើងមកពីគិសួងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺមកពីហ្នឹងវានៅខាងស្ដាំដែរបាទអរគុណតើលោកដឹងថាក្នុងសម័យដែលលោកទៅរៀននោះកន្លែងសាលាបច្ចេកទេសសូវៀតហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែរ Bạn hiếm ắt đăng thế, ắt đăng thì cái pra mạch thích làn lưu kinh dây anh chẳng, có anh dây tam kinh chẳng thấu. Nước nông bà tế trở đất đại lục ban chá lời Cả bình ngay tìm một phầy pram khai cả cả đá cho nam bì bọn đập bí Trong mong, bà tỏ bì mong đọc buôn, chọc mà phê bàm buôn, chọc đọc bàm bí. Lúc bàn, như vậy thà lúc bàn tự riêng nơi tì nụ. Ta lúc, tụi tui sqol thà lúc bàn, đó sẽ khai cầm chân bên đây thế. បាទចំណុចនេះខ្ញុំបានផ្ដល់អញ្ចឹងមែនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាលោកបានអញ្ជើញទៅកាន់កន្លែងនោះក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវបាទ Bà chân bách bàn môn nâng mảnh lộn cho lại thà lộn ọt đăng thà cả lại nông kê vô tờ thua chìa với lộn ai bên chạy bàn tế. Thầy, xin nuôi bỏ lộn mấy thà nè môn đặc nhằm tàu riêng này cả lại nâng tàu cho là bà chạy cái tế sư viết nâng môn nâng mình đăng Khi thơ ấy đấy cái lại nâng, khi hào ấy đấy cái lại nâng. Mình hiểm bàn cho lời thạc hiểm thà này, hiểm bàn cho riêng cái lại nâng. Này hiểm môn nâng hiểm đăng tê, hiểm đăng thà. Là bà chạy cái tê sư viết nâng, cái thơ ấy hiểm đăng tê. Còn đây hiểm đề bàn cho riêng nâng cái lại nâng, hiểm bàn cho riêng cái lại nâng chăng. Bà xong ổ cún, khi em chong xu bình chạy làng vĩnh, សំណួររបស់ខ្ញុំគឺចង់ដឹងថាតើសាលាបច្ចេកទេសសូវៀតនោះគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីអ្វីដែលលោកបានថាលោកបានទៅរៀននៅកន្លែងហ្នឹងតើកន្លែងហ្នឹងគេសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែរលោកដឹងទេ Cái lấy nâng khi em tôi riêng tầm mặt ổng nâng, riêng tầm mặt ổng, tăng mặt ổng nâng, đại bàn riêng lấy nâng kia tế. Hay cái lấy nâng mặt ổng kia thơ ấy đấy, át đăng đại, át đăng kia thơ ấy kia lấy, át đăng. Bà xô mò cún, lúc tôi riêng bà mạng thương ấy đấy. Khi em tôi riêng nâng kia đại dạ khá lấy tế, thả phải chụp phí bay ngay tế. លោកអាចជម្រាបក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានទេថាលោកទៅរៀនអំពីអ្វី
การนั้นคือทาตัวเรียนนั้นคือทาในหลักองค์เขตพอนก็ตัวเตศนิยมเตศนิยมปังเรียนโดยตัวปังเรียนรอดองจังในยุคปัจจุบันรีบรอดองโดยคณียนตีเตศนิยมอย่างไม่ลูกอาจจะบัลซันจะลูกจำลูกอาจจะเรียบชุนกรมประชาชนเรียบพองคือกฎอัตเตศนิยมตัวสนักเพียบกาคราวประเทศให้ปึงเรียนมีตัวสนักเพียบกาขนมประเทศได้คราวไปยืมบานลำดอกให้นั่นอันนั้นให้คราวได้เรียนแต่ปีนั้นก็ก่อนยัยไปเรื่องคือถัดทูนั่นปฏิบัติสังคมนิยมโดยปฏิบัติสังคมนิยมยังก่อเตชะเนียมจังให้ฉลองจีวตุสนะปฏิบัติได้ฉลองจีวตุสนะปฏิบัติให้จับสับกรุบให้คือบัดเวียนังเต่าอย่างโลกจำอันเตทานโลกตือเรียนหนังชีมวยเนี่ยนะครับខ្ញុំអត់ចាំណែនេះទេប៉ុន្តែគ្នាច្រើននឹងប្រហែល40នាក់ដែរប៉ុន្តែអង្គនឹងប្រហែល40នាក់បាទសូមអរគុណតើក្រុមមនុស្សដែលទៅរៀនជាមួយលោកជាប្រភេទមនុស្សយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជាក្រុមឧទាហរណ៍ដូចជាកម្មាភិបាលឬមួយក៏ជាក្រុមយុវជនយុតិជនឬយ៉ាងម៉េចបាទគឺក្រុមដែលត្រូវបម្រើការងារក្នុងមន្ទីរ807ផងការងារដែលត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រសួងនៃការបរទេសដែរនឹងគឺកម្លាំងពីរនេះកាលនឹងគឺចូលរៀននឹងទាំងកម្មាភិបាលទៅទទួលតាមផ្នែកទាំងកម្មាភិបាលទាំងយុតិជនទាំងយុវនារីអញ្ចឹងកាលនោះមកពីខាងណាលោកអ្នកដែលចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយអ្នកណាគេមកចូលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានយុវជនយុវនារីកងតបនៃកងដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺកម្លាំងហ្នឹងដែរដើម្បីបម្រើការងារក្នុងមន្ទីរទាំងពីរខ្ញុំប្រាប់មិញទាំងមន្ទីរ807ហើយមន្ទីរប1ហ្នឹងគាត់ពង្រៀនលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេថាលោកអាចចាំពីខ្លឹមសារចាំពីពេលវេលានៃការរៀនសូត្រប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកអត់មានចាំអ្នកណាម្នាក់ទៅរៀនជាមួយលោកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំណែឈ្មោះគេទេខ្ញុំមិនចាំទេឈ្មោះគេឥឡូវចាប់ពីនឹងមកគឺវារប៉ាត់វារប៉ែអស់ហើយហើយមិនដឹងជារស់ប្រមាណនឹងទីឆ្លាប់ប្រមាណអត់ចាំទេភ្លេចអស់ហើយThank you.
Ba sâm ơn quân. Khim sâm ơi lục bình chế ổng pi bánh hà mũi đại lục bàn áng thà lục hiệu sâm phón cứ thật nực nông phía rô bọc quát nực nạch môn chân chất sập rám nực nông đồng bọn rộng đó thà biến tiết tội mũi hai miền tộc tội mũi nơi ngôi thật xế ta lục chăm sâm đại lục bàn nơi dây cơ lo màu thông xạm nạ ca đối với nhóm bàn lực bánh bánh y tế và chấm nước nên nhâm trăm ta nhâm ban dây chân màn hay nhâm ban trăm ta lúc ban lại bệnh dịch tha lúc khi sụp hòn ngồi sợ sệt tại lúc bệnh đăng tha quạt sợ sệt ông bia vậy tê hay lúc bệnh dịch tiệt tha cứ khơi đại sợ sệt chân ta lúc miền ban khơi tầm nhẹ tầm nông ở bãi xây tiệt rồi viên lục hiệu sầm phón nâng crom rồi bỏ lục bồ bồ đại tế chấm nói nè đời nhằm bình chạy và tòa và tòa với thà nè thì hóa thà nè mình đi soi chất sạp mùi ngày khá có chung khá nữa cứ thà ông Pol Pot ông Nôn Chía hay nè gọt là ngày khá khi ngày khá nó có chân đoan đấy ngày khá nâng còn nè chân đoan đấy thơ chân còn nè ngày khá nữa cứ thà cứ cốt đôi nhầm phải chán đấy, còn miền cái tôn còn mũi, miền kề mũi, miền này tóc mũi nó cứ cốt sợi xây man cứ thả xây này sợi xây chia sao khăm ai đấy, cốt sợi xây cho nó nát ai, ai sợi xây pi khăm ai đấy tàu và răng khi con gọi bắt prai kia bà răng nó có miền đai khởi giả đai khởi chân bà sâm ơn quân ta lúc miền đai thọ ban tổ tuôn bình chìa vì lúc khi sâm phón ai thơ ở với mùi sâm rạp gọt thế thế sâm rạp gọt đức con mình đã là hào khi em đại ca lên kiểm chẳng gì đại ca nó không phê nên đây mình miền thế lúc đăng pi tu nị ti robo lúc khi sùng phòn pi môn chư nam phòn bồ đề chư sáp ram đại thế nhằm đăng cái thà cởi rập bà hà hái hay cởi một đất cái thà ban rịp chấm cái thà nè hà nạ xe rù rùm chiếc cam chìa nâng hay khả nông bà tê nâng cứ gọt nó cứ nè kẹp mềm chìa ca còn tòa quạp nâng cứ gọt cứ tăng thay gọt cứ phía là cách bà gọt cứ đập ca nghe hà nạ xe nâng hai nhằm đăng gọt đập nâng hay có em có rút xa lành gọt đá kì thả kì o đá kì thả bán bà nhà chuôn bà nông nông chú mùi cãi thì có nông prê chẳng o xa lành đá chẳng bà xâm ổ cún lúc ách bánh chạ ông pi phiếp khó khăn nìa rồi viên rít rõ thả vị bà rụp rùm chết nâng rồi nạ xe rụt rùm chiếc đầy lộp miếng xa mạnh bàn thế
Canong sign with you. Good ha. Good night, Jim Horner. Good joke. Nay, group here or not say, room kid Campuchi and high. Hi, Pat Comedy Campuchi, Menton, Jim Jim Horty, you know, some gut and a light day. Poor Galang. Mr. President, I simply want to object to counsel interrupting the witness. If the witness wants to explain Grunk and Funk and its relation through a description of the role of the CPK, I think that's his right. But I don't think counsel should interrupt the witness at the very start of an answer like that. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle Arthur Verken et je suis un des avocats de Monsieur Pieux Sampan. Et pour commencer, je voudrais vous poser des questions sur votre travail en qualité de garde du corps. Vous avez déclaré à cette barre qu'à partir du moment où vous étiez arrivé à S71, vous étiez resté messager, mais que vous étiez également devenu garde du corps de Pol Pot. Ma première question à ce sujet est la suivante. Lorsque vous étiez garde du corps de Pol Pot dans la jungle, est-ce que vous étiez seul à assurer sa protection ou est-ce qu'il y avait plusieurs personnes? Ces 80 personnes étaient toutes affectées, bien sûr pas toutes en même temps, j'imagine, à tour de rôle à la gare de Pol Pot ou des oncles, c'est bien cela?
Et pour ce qui vous concerne, vous particulièrement, vous aviez une affectation spéciale parmi ces 80 personnes ou vous étiez affecté à ce type de mission au même titre que les autres? D'accord. Merci, monsieur le témoin. Et il est donc exact de considérer, si ce n'est pas le cas, dites-le moi, que vous n'étiez pas affecté particulièrement à un des dirigeants de S71. Vous pouviez aussi bien assurer la protection de groupes de dirigeants que de réunions, que de dirigeants seuls, mais il n'y avait pas une affectation spéciale vous concernant en matière de garde. Alors, pour ce qui concerne les missions de sécurité qui vous étaient dévolues à vous et aux 80 autres collègues, lorsque vous étiez dans la jungle, à partir de S71, est-ce que vous assuriez des gardes uniquement lors de déplacements des oncles ou de dirigeants, ou est-ce que vous assuriez des gardes également à l'intérieur du camp, à commencer par S71? Est-ce que vos missions étaient uniquement lorsqu'il y avait des déplacements ou également lorsqu'il y a à l'intérieur des camps S71 puis ensuite des 5? มันมันខ្ញុំការពារតែម្នាក់ឯងទេគឺកំពុងតាំងប៉ែតសិតម្នាក់ហ្នឹងហើយតែការពារវាមិនមែនថាទាំងគួយដែលយាមមកការពារណាគឺថាការនៅក្នុងសង់បន្ទីហ្នឹងធ្វើផ្ទះធ្វើសាលាធ្វើអីប្រងពុព្រាតក្នុងព្រៃហ្នឹង
Alors, et quand vous montiez la garde, vous montiez la garde du camp, c'est exact? Et quand vous montiez la garde du camp, c'était pour protéger ce camp contre quel type de danger? C'était quoi le risque qui était encouru par les personnes dans le camp? Et ces agents infiltrés, c'était quoi exactement? C'était des gens que personne n'aurait connus et qui se seraient intégrés à la vie du camp, ou c'était des gens qui avaient... qui était connu du reste des dirigeants et dont on aurait ignoré qu'ils étaient en fait des agents doubles. Qu'est-ce que c'était exactement, ces agents infiltrés? ធ្វើទៅរបៀបរស់នៅអញ្ចឹងរបៀបការពារអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ចោតប្រកាន់ថាមានយើងមនុស្សយើងចូលប្រកាន់តែអ្នកនេះអ្នកនោះនិងអ្នកយើងស្គាល់អ្នកយើងមិនស្គាល់ប្រហែលអញ្ចឹងទេគឺសំខាន់គឺថាយើងខែតែមានមនុស្សក្រៅពីគ្នាយើងមកដល់ក្រៅពីគ្នាយើង 80 អ្នកណាមានអ្នកណាមកតាក់តងពីក្រៅមកចាត់តែអង្គលើអ៊ំអ៊ំយើងយើងខ្លាចអញ្ចឹងអានឹងគេថាការពារនឹងគឺការពារនៃថាការពារគឺការពារសັບគ្រប់នឹងគឺការពារអញ្ចឹង mình được để cào thì cá chặt tăng rồi bỏ dương nó như tôi mình chẳng Vous venez de dire, dans la mesure où nous étions dans le Ratanakiri, est-ce que S-71 était dans le Ratanakiri? គឺនៅក្នុងស្រុកឆ្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹង Merci, monsieur le témoin. Et pour être complètement clair, confirmez-vous que vous avez commencé vos activités de garde du corps à compter de l'arrivée à S-71? ពួកខ្ញុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាគឺមិនតែណាបងខ្ញុំរៀបរាប់ចាប់ពីខែ 5 ឆ្នាំ 70 ដែលរត់ទួលគាត់ពីព្រំកទុយអ្នកនោះចាប់ពីនោះគេហៅជាអង្គភាពហើយពេលណាប្រមូលផ្ដុំគ្នានោះគេហៅថា
Donc, puis-je comprendre de votre réponse que vous êtes devenu le garde du corps avec les 80 autres à partir de l'arrivée à S71? Est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de personnes étaient affectées en même temps par tour de garde, par exemple, à la garde du camp S71? Combien de personnes en même temps gardaient le camp? Je vais essayer de répéter ma question, qui n'était peut-être pas compréhensible. Quand vous étiez à S71 et que vous gardiez le camp, combien de personnes gardaient le camp en même temps, au même moment? Combien y avait-il de participants pour chaque tour de garde du camp? ខ្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើបើនិយាយពីណែពេលថ្ងៃគឺយើងចែកកម្លាំងគ្នាកម្លាំងមួយចំនួនគឺថានៅយាមកាមកម្លាំងមួយចំនួនគឺធ្វើពលកម្មពលកម្មប្រកបវិញថាណែកាប់ឈើធ្វើផ្ទះធ្វើស្បៃនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឯដល់ពេលយប់ គឺថាមានក្រុមអត្តបតិធិបតីនេះវាបំបីក្រុមបំបីក្រុមនោះវាមានចំណុចចំណុចចំណុចមកវាគឺថាបំបីក្រុមនោះគឺថាដប់ដប់អ្នកមកក្រុមនេះយាមទឹះភ្លឺយាមគ្រប់ក្រុមគឺថាទីតាំងរបស់ខ្លួននៅចំណុចណាអមតាមន្ត្រីនេះគេរៀបចំជាមុំចង្ក្រានគឺកម្លាំងគេពង្រាយជាមុំចង្ក្រានអញ្ចឹងបើគេរៀបចំជាអសអិលគឺរៀបចំ Merci pour ces précisions. À propos des agents infiltrés, les gens qui pouvaient être suspects d'être des infiltrés, c'était qui? C'était des personnes connues, c'est ceux qui visitaient le camp qui n'étaient pas bien connus? Est-ce qu'il y avait des règles à ce sujet dans l'unité des corps de garde? ចំណុចនេះគឺថាពួកខ្ញុំនៅសល់
Je ne vais pas finir aujourd'hui, Monsieur le Président. Je vais vous interrompre. ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9:00 ព្រឹកហើយមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីដូចគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្រាប់រួចជាមួយនឹងអង្គភាពកងពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីវិលត្រឡប់ទៅទីកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅហើយនឹងឲ្យជួយគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សាក្សីកម្មនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង 9 កិច្ចដំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលវេលាសមរម្យសម្រាប់ហើយអង្គជំនះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការស